Catalog Việt xin chào tất cả bạn. Hàng năm, cộng đồng công nghệ cũng như fan hâm mộ phần cứng chiến game trên toàn thế giới chỉ trông chờ đúng một phép màu, đó là chính những ý tưởng điên rồ đến từ Razer, vốn đã quá nổi tiếng trên thị trường gaming gear thế giới. Và giờ này, năm ngoái, Razer đã ấm trọn hàng đống giải thưởng danh giá tại triển lãm công nghệ CES 2016 với thiết kế laptop chơi game Razer Blade Steel. Cùng với bộ phụ kiện có tên Core, thực chất nó là một cái eGPU giúp tăng sức mạnh phần cứng của laptop. Năm nay chúng ta lại được chứng kiến thêm một dự án đầy điên rồ, nhưng một khi đã nhìn vào là không thể rời mắt của Razer, Project Valerie. Nói cách ngắn gọn đó là một mẫu laptop chơi game với 3 màn hình 4K. Lý do? Đơn giản là vì Razer thiết kế. Nhìn sơ qua nó là một con quái vật chứ không phải là một cô gái với dáng vẻ yêu kiều cùng với tên Valerie. Lớp vỏ nhôm dày 10,5 inch cùng 3 màn hình 17,3 inch độ phân giải 4K chắc chắn chẳng hề nể nang gì cùng từ linh động, vốn là mục đích tối cao của những chiếc laptop chơi game thời điểm hiện tại. Chắc chắn bạn sẽ phải tự hỏi tại sao lại muốn làm laptop nặng nề cục xúc như vậy nếu muốn chơi game. Đây là câu hỏi thừa thãi, mà câu hỏi đúng phải là tại sao lại không làm thế. Cuối cùng họ đã tạo ra một dự án laptop chơi game nơi mà bạn có thể mang đi khắp mọi nơi nhưng không bị bó buộc vào một màn hình duy nhất như tuyệt đại đa số các laptop hiện nay, và bạn hoàn toàn có thể chiến game đa màn hình mọi lúc mọi nơi một cách cực kỳ thoải mái chứ không phải ngồi một chỗ trên desktop mới có thể thưởng thức những game tuyệt đỉnh trên một hệ thống 3 màn hình góc nhìn cực rộng. Và kết quả là Razer nhồi 3 màn hình 17,3 inch, công nghệ tấm nền ISO và hỗ trợ G-Sync tạo ra một không gian chơi game với độ phân giải 12K, chạy trên nền phần cứng Core i7 32g và card đồ họa GTX 1080. Vốn là cấu hình cực khủng của Razer Blade Pro ra mắt năm ngoái. Dĩ nhiên concept cũng đi cùng bàn phím đèn nền 16,8 triệu màu Chroma của Razer và hai màn hình phụ thậm chí còn có đèn nền LED ở viền. Thật sự việc chơi game đa màn hình không phải là một điều gì quá mới mẻ, thế nhưng chơi game bằng laptop và màn hình tích hợp của laptop lại là điều xưa nay hiếm, cảm giác cực kỳ lạ lẫm và ấn tượng, đặc biệt là khi Razer ra tay. Và chiếc laptop này hot tới mức mà hai trong số mẫu trưng bày tại CES 2017 đã bị đánh cắp, và đây cũng là lần đầu tiên triển lãm công nghệ CES xảy ra trộm cắp. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều cấu hình khác để bạn lựa chọn. Bạn có thể trải nghiệm máy tại cơ sở 1233 xã Đàn, quận Đống Đa, cơ sở 2186 Lê Thành Nghị, quận Hai Bà Trưng. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc vui lòng bình luận phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.